để xây dựng lăng mộ cho riêng mình, mà bắt 4 triệu dân Hebrew đến làm nô lệ, sau đó bắt họ làm việc ngày đêm. Vô số người Hebrew đã bỏ mạng ở công trình này. Pharaoh không những không đồng cảm, thậm chí còn hạ lệnh thiêu thi thể của họ. Cuối cùng những hành động vô nhân tính này đã gây ra sự phẫn nộ của thần Hebrew. Để trừng phạt Pharaoh, thần đã giáng người đại họa xuống Ai Cập. Những con cá sấu hướng về thuyền đánh cá, bắt đầu điên cuồng tấn công, ngư dân trên thuyền đều bị nuốt chửng. Đây mới chỉ là bắt đầu của 10 đại họa. Những con cá sấu trở nên hung bạo, thậm chí còn cắn chết đồng loại, cá trong hồ đều chết hết. Nước trong thành ô nhiễm biến thành màu đỏ. Pharaoh tìm tế tư đến thanh lọc nguồn nước, nhưng cũng không có tác dụng gì. Tất cả đồng ruộng đều bị hư hại, cả một vùng chìm trong màu đỏ. Buổi tối rất nhiều ếch chui lên từ đáy hồ để bá chiếm toàn thành. Đến cả giường của vợ Pharaoh cũng không thoát được. Ếch sau khi chết thì biến thành ruồi nhặng. Hàng trăm ngàn con nuốt chửng toàn thành. Dân Ai Cập không có chỗ trốn. Đến cả hoàng cung của Pharaoh cũng không thanh tịnh. Ruồi nhặng nhanh chóng gây ra bệnh truyền nhiễm. Thân thể con người bắt đầu phồng rộp. Pharaoh cũng không thoát được kiếp này. Ai Cập trong phút chốc loạn lạc. Ám ảnh của cái chết xuất hiện mọi nơi. Càng kỳ lạ hơn là trên ghế ngồi của Pharaoh xuất hiện dòng chữ. Bên trên viết rằng những tai họa này là thượng đế ban cho, mà Pharaoh lại không hề tin vào thượng đế. Ông ta nghĩ mình là thần. Pharaoh sống chết cứng đầu, đem con dân Ai Cập vào nước sôi lửa bỏng. Để trừng phạt sự hỗn láo của Pharaoh, thượng đế của người Hebrew đã hóa thành một cậu bé. Ông ta đi tìm người đàn ông tên Moses, chỉ dẫn anh ta đi cứu tộc nhân, dẫn họ thoát khỏi Ai Cập. Moses thấy đại nạn giáng xuống, những người chết đều là người vô tội, anh bắt đầu dao động. Để nhanh chóng kết thúc tai họa, Moses đã đến tìm Pharaoh, khuyên ông ta giải phóng nô lệ người Hebrew. Nếu không tai họa sẽ tiếp tục giáng xuống, nhưng Pharaoh không hề nghe theo. Ông ta không những đuổi Moses đi, mà còn càng hành động ngông cuồng, hạ lệnh bắt nô lệ làm gấp mấy lần, khiến hàng triệu người dân Hebrew khốn khổ. Hôm sau, con ngựa của Pharaoh đột ngột ngã xuống, ông ta vẫn chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó các gia súc đều bị nhiễm bệnh, đâu đâu cũng là xác chết của gia súc. Kinh khủng hơn là đại nạn vẫn giáng xuống, nạn côn trùng ập tới đây, tàn phá không còn mảnh giáp. Bạn tưởng đây là thiên tai sao? Không phải, đây là thượng đế trừng phạt con người, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Trên trời rơi đầy tuyết trắng, các kiến trúc bị phá hủy nghiêm trọng, băng tuyết rơi vào đầu con người, những người bị rơi trúng sẽ chết tại chỗ, con người bỏ chạy khắp nơi. Pharaoh bây giờ mới biết sợ hãi. Trên trời bỗng xuất hiện lốc xoáy, khiến cả vạn trang viên bị hủy hoại, lương thực thiếu thốn cùng cực. Quan viên kiến nghị mở kho lương, nhưng Pharaoh không quan tâm người dân sống chết ra sao. Mọi người bắt đầu cướp lương thực, không cẩn thận khiến kho lương bị đốt. Khi họ chạy ra khỏi kho lương thì binh lính Ai Cập đã đợi bên ngoài. Pharaoh hạ lệnh giết hết nạn dân. Vạn tiễn phi ra, nạn dân lần lượt ngã xuống. Ai Cập đã biến thành địa ngục nhân gian. Thấy người vô tội chịu khổ, Moses xin thượng để hãy dừng tai họa. Lúc này thượng đế phẫn nộ, ông nói với Moses, người Hebrew bị áp bức 400 năm đã chịu biết bao dày vò, tại sao không đồng cảm với họ? Nếu như Pharaoh tiếp tục không tỉnh ngộ thì đại nạn lớn hơn sẽ giáng xuống. Moses biết chuyện lớn sắp xảy ra, anh quay lại thành thông báo cho người Hebrew, nói họ phải chốt chặt cửa, đến tối không được ra ngoài. Quả nhiên một làn khói đen phủ toàn thành, những đứa trẻ đều mất mạng, bóng đen cũng len lỏi vào hoàng cung. Ánh nến bên trong bị dập tắt, con trai của Pharaoh cũng không thoát. Thấy con trai chết, Pharaoh vô cùng tuyệt vọng, dù không thể chấp nhận sự thật, khắp nơi ở trong thành vang lên tiếng kêu la. Hôm nay là ngày đau khổ nhất của họ. Hôm sau Pharaoh đưa quân đội đến tìm Moses, nói anh là nguyên nhân cái chết của con trai ông ta. Moses lại bác bỏ, đây không phải do anh, mà là thượng đế trừng phạt Pharaoh, vì những đứa trẻ người Hebrew đều còn sống. Cuối cùng Pharaoh nhượng bộ, ông ta đã giải phóng cho nô lệ Hebrew. Moses dẫn 4 triệu dân Hebrew cùng nhau rời khỏi Ai Cập. Sau đó khi Pharaoh an táng con trai, ông ta không nuốt được cơn tức này, liền tự dẫn binh đi giết Moses. Đây là đoàn 14 triệu dân, bọn họ đã làm nô lệ ở Ai Cập 400 năm, bây giờ họ trở về quê hương. Mà Pharaoh sau khi thả họ đi thì hối hận, ông ta dẫn theo 4.000 tinh binh đuổi cùng giết tận họ. Để tránh quân đội của Pharaoh, Moses đã đi qua núi, vì chỉ như thế thì quân đội của Pharaoh mới khó đi vào. Nhưng Pharaoh thay con trai báo thù nên mặc kệ tất cả, ông ta để binh lính mạo hiểm qua núi. Moses nhanh chóng đưa người dân đến biển đỏ, trước mặt là quê hương họ, nếu muốn đến đó thì phải đi qua vùng biển này. Thấy biển sâu rộng lớn, Moses đã rơi vào tuyệt vọng, anh cầu xin thượng đế ra tay, nếu không người Hebrew sẽ chết ở đây. Nhưng thượng đế không hồi âm, Moses liền vứt kiếm xuống biển. Đến hôm sau chuyện thần kỳ đã xảy ra, kiếm của anh trồi lên mặt nước, hải âu đang bay thành đàn. Kỳ lạ hơn là nước biển dần rút xuống, Moses lập tức dẫn người đi qua, đối diện chính là quê hương họ. Mà lúc này đám binh lính của Pharaoh cũng nhanh chóng đuổi tới. Đối với vực sâu vạn trượng, đám nhân mã không hề có ý giảm tốc. Đột nhiên có một con ngựa va vào tảng đá, cả người và ngựa đều rơi xuống. Xe ngựa phía sau không phản ứng kịp nên đã lao xuống dưới, vô số người mất mạng tại sơn cốc này. Tiếp đó núi bắt đầu sạt lở, binh lính của Pharaoh tổn thất nghiêm trọng, nhưng chúng không từ bỏ. Cuối cùng chúng đã thấy được con mồi, bọn chúng lao xuống như kẻ đi săn khát máu. Moses đành dẫn người nghênh chiến, nhưng lúc này mây đen cuồn cuộn kéo tới, nước biển dâng trở lại,
lốc xoáy cũng dần tiến tới. Lúc này người Hebrew đã lên bờ, cảnh trước mặt khiến họ sợ hãi. Sóng biển cuồn cuộn dâng trào, thủ hạ của Pharaoh bắt đầu sợ hãi. Tất cả đều quay đầu bỏ chạy, chỉ có Pharaoh đứng yên bất động. Moses bảo mọi người nhanh chóng rời đi, còn mình ở lại đối phó với Pharaoh. Nhưng hai người chưa bắt đầu trận chiến thì đã bị sóng lớn tấn công. Binh lính của Pharaoh không trốn được sóng lớn, tất cả đều bị dìm chết. Mà người Hebrew đã lên bờ an toàn, sau đó Moses cũng sống tiếp. Nhưng Pharaoh cũng không chết, ông ta đứng bên bờ biển, thấy xác của các binh lính. Lúc này ông ta mới tỉnh ngộ, Moses đã cứu được người Hebrew, trở thành thủ lĩnh của người Hebrew.